và Vàng Thành Ngôn TJD xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể khách quý đã và đang xem video. Rất vinh dự và biết ơn cả nhà khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay thì TJD sẽ lên cho chúng ta 5 mẫu nhẫn đính hôn, cũng là nhẫn cầu hôn đó cả nhà. Ok, để cho các anh trai của chúng ta, ai đó đang chuẩn bị gọi là chốt yêu. Thì chúng ta để ý và xem xét trước, đúng không ạ? Chuẩn bị trước vẫn luôn luôn là điều tốt nhất để chúng ta cầu hôn người phụ nữ sẽ ở bên cạnh chúng ta trong quãng đời này đến khi đầu bạc răng long, đúng không các anh? Ok, và bây giờ mình sẽ lên mẫu đầu tiên. Mẫu đầu tiên của chúng ta thì mình sẽ lên mẫu nhỏ nhất, tại vì tùy vào cái khả năng và kinh tế cũng như cái nhu cầu của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc nhẫn cầu hôn phù hợp. Thật ra nhẫn cầu hôn thì có rất là nhiều kiểu cách, nhưng mà video thì thời lượng nó có hạn nên là TJD sẽ không thể nào lên hết toàn bộ, mà chỉ lên tạm thời là 5 mẫu tiêu biểu. Và cả nhà chúng ta muốn xem nhiều mẫu hơn thì hãy liên hệ hotline ngay bên dưới góc màn hình, thậm chí có thể đặt riêng luôn, hoặc là chúng ta truy cập website tjd.vn, chúng ta đến trực tiếp Vàng Thành Ngôn hai chi nhánh tại Biên Hòa Đồng Nai để xem thoải mái luôn cả nhà. Ok, và mình sẽ lên cái mẫu đầu tiên, nó vừa là nhẫn đính hôn cầu hôn mà vừa là cái nhẫn kim tiền phong thủy luôn, rất là hay ha. Có khối lượng là 6,18 phân và là vàng 610. Thiết kế của chiếc nhẫn này á, chúng ta thấy là cái vòng đeo của nó là những cái đồng kim tiền nối lại với nhau như thế này đó, và ở phía trên thì chúng ta thấy là có một cái hạt đá màu hồng được cố định bằng 4 chân giữ, và bên dưới bệ viền quanh là một vòng đá nhỏ. Mình sẽ đếm thử cho cả nhà chúng ta xem là trên này chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu hạt đá nha. Cái vòng đá bên dưới chúng ta sẽ có tổng cộng là 15 hạt đá nha cả nhà. Ok, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Không biết là có ai đang gọi mình đây. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 2. Mẫu số 2 thì sẽ có kích thước lớn hơn nha cả nhà ha. Mẫu này thì chúng ta sẽ có khối lượng là gần 2 chỉ, cụ thể là 1,984 chỉ, và nó là vàng 16K. Vàng 16K thì nó có cái hàm lượng vàng cao hơn so với vàng 610 cả nhà ha. Tại vì vàng 610 nếu mà quy đổi ra carat thì nó chỉ có 14,64 carat thôi. Ok. Và nhẫn đài hoa. Ồ, nhẫn này hơi bị nhiều đá đó cả nhà. Này dành cho các anh nào muốn hoành tráng hơn một xíu. Ok, mà gọi là nó sắc sảo, nó hoành tráng hơn một chút ha. Quá trời luôn, quá trời đá cả nhà ha. Đó là chúng ta nhìn xung quanh đúng không? Bây giờ mình sẽ xoay cái phía trước này. Vì nó quá nhiều đá nên là sẽ hơi khó lấy nét xíu, cả nhà chúng ta thông cảm nha. Mình sẽ giữ im như thế này cho cả nhà chúng ta xem. Đó, mình sẽ đếm thử trên chiếc nhẫn này sẽ có tổng cộng là bao nhiêu hạt đá nha cả nhà nha. Trên chiếc nhẫn này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 123 hạt đá, bao gồm cả lớn lẫn nhỏ nha cả nhà nha. Và mình sẽ mang thử cho cả nhà chúng ta xem. Cái này nó đi vừa cái ngón ép út của mình luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 3. Mẫu số 3 của chúng ta thì nó sẽ có khối lượng là 2,245 chỉ, là vàng 610, gọi là nhẫn trụ 3 tầng. Và chúng ta sẽ thấy là chiếc nhẫn này được đính những cái hạt đá lớn hơn. Nhẫn vừa rồi thì nó đính những cái đá nhỏ li ti. Số lượng hạt này mình nghĩ sẽ ít hơn, nhưng mà toàn là hạt lớn không à. Ok, mình sẽ đếm thử cho cả nhà chúng ta xem trên này có tổng cộng là bao nhiêu hạt đá nha. Và nó có những cái màu khác nhau ha, nó không như cái mẫu vừa rồi nó chỉ có một màu trắng thôi, chỉ tùy vào cái sở thích của mỗi người ha. Trên chiếc nhẫn này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 82 hạt đá cả nhà nha. Mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Đây. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với mẫu số 4. Mẫu số 4 của chúng ta thì nó có thiết kế giống như cái mẫu số 3 vừa rồi nha cả nhà, nhưng mà cái màu đá thì nó là màu khác. Ok. Này hồi nãy mình thấy đẹp quá, mình lấy hai cái thiết kế gần giống nhau mất rồi.
đáng lẽ mình nên lấy một cái kiểu khác cả nhà ha. Đây nó cũng sẽ có tổng cộng là 82 hạt đá luôn cả nhà nha, nó chỉ khác cái màu thôi. Cả nhà thông cảm nha, lần sau mình sẽ lấy một cái mẫu khác. Này hai cái mẫu nó giống nhau, nó chỉ khác cái màu đá thôi à. À để mình xem cái khối lượng này nó khác không. Khối lượng nó cũng gần giống nhau cả nhà. Cái này thì nó bự hơn một xíu là 2,33 chỉ, là vàng 610, nó không đáng kể nha. Hai cái cũng gần như nhau. Ok, chúng ta sẽ đến với mẫu cuối cùng là mẫu số 5. Đối với mình đây cũng là cái mẫu có vẻ hoành tráng nhất trong 5 mẫu mà chúng ta đưa lên. Đây, tại vì cái hạt đá nó rất là lớn ha. Mẫu này thì có khối lượng là 2,162 chỉ, là nhẫn nữ hoàng và là vàng 610. Và ở đây chúng ta thấy hai bên nó có 3 cái đồng kim tiền chấp lại với nhau này. Đó. Và ở trên là full đá luôn. Và mình sẽ đếm cho chúng ta xem là trên này có tổng cộng là bao nhiêu hạt đá nha. Ồ, cái viên bự chà bá ở trên đã quá hả cả nhà ha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 78 hạt đá ở trên chiếc nhẫn này nha cả nhà. Ok, mình sẽ đeo thử cho cả nhà chúng ta xem. Trời ơi, cầu hôn người yêu cái này thì tỷ lệ thành công nó vui thôi ha. Có vẻ sẽ cao hơn. Ok, mình nó vui thôi chứ không có nghĩa là như vậy đâu. Quan trọng là tình yêu của chúng ta chân thành hay không. Vật chất nó chỉ là một phần thôi. Ok cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã theo dõi và xem video. Cả nhà chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.